Hôm nay sắc vẹn từ con trai biến thành con gái, tất cả là nhờ vào lỗ thuốc mà Huy lúc đã tạo ra, đã biến mình từ con trai thành con gái. Mình sẽ nhân cơ hội này để cho tất cả tụi con trai trong làng sinh tố, và đặc biệt nhất là mình với Huy sẽ trôn tô gà. Rồi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Được rồi, xơi thôi nào. Ôi, từ từ, có tiếng điện thoại, để xíu nha. Ai gọi trời, để tôi xíu ra nghe điện thoại cái. Ok. Mấy bữa nay thằng gà nó hình lạ đó nha. Chắc nó đang có mờ ám vậy đó. Thôi, mình đi ra coi thử coi. Mình sẽ lén lúc đi ra coi nó đang gọi điện gì cho ai đi nè. Đâu, mình coi thằng gà nó làm cái gì nè. Ui, ok, okay. Ba yêu, anh biết rồi. Trời ơi, anh tới liền. Bé yêu, nha. Sao? Trời ơi, trời ơi, cái mặt hình luôn cái trời. Ôi, trời ơi, nhảy luôn kìa. Ôi, hello, chắc ông gọi à? Tôi có việc phải đi rồi, có gì gặp sau nha. Vậy? Chạy mất tiêu còn biến mất luôn rồi. Thằng gà nó nói gì bé yêu trên điện thoại rồi, nó nói chuyện xong cái nó nhảy vui vậy, nó nhảy gì này nè các bạn. Ơi, tự nhiên nó nhảy vậy là sao vậy? Thì có nghĩa là nó cắm sừng mình luôn rồi. Trời ơi, sao thấy bản thân mình nó mọc lên vài xăng là sao trời? Làm gì đây? Ủa? Quay, có chuyện gì vậy? Ôi, có chuyện ở đây nghe nói là bị cắm sừng á. Vậy không biết được. Sao khóc vậy? Ôi, trời tôi giúp đời tôi. Cái này nè, để tôi có cái món đồ này muốn dành tặng. Cái gì vậy? Cắm sừng. Đi cắm sừng mà, cắm sừng thì cắm sừng. Trời ơi, trời ơi, bây giờ tôi buồn. Rồi, bây giờ tôi giúp ông nè, đi theo tôi đây, tôi có cách nè. Hả? Cách gì? Ok. Đây, cứ đi theo tôi đi. Tôi sẽ có cách trừng trị thằng tô gà. Ok. Đi. Đi đâu rồi? Đi đâu vậy? Ok. Xuống nữa hả? Vừa không biết chuyện con làm cái gì? Thí nghiệm nha, đợi xíu nha. Có gì lại nữa, hồi chế, tập bà nữa rồi. Vậy? Ok. Đây. Hả? Đây chính là viên thuốc có thể giúp ông giải quyết mọi vấn đề của ông đang có. Ok. Mình nói làm cái gì? Uống thử đi bác. Sao tôi phải uống thử? Uống đi. Ok, uống được coi. Tôi giữ đi. Vậy là sao vậy? Là biến thành gái rồi. Sao tôi biến thành gái là sao? Ông làm cái gì vậy? Trời ơi, là bây giờ biến thành gái rồi. Ừ, biến thành gái sao cái giọng của tôi cũng khác luôn rồi vậy? Tại vì á hả, hôm nay chúng ta sẽ thử lòng thằng gà. Thử lòng thằng gà? Đúng rồi. Vậy là ông biến tôi thành gái đi mà coi thử thằng gà nó sẽ phản ứng như nào đúng không? Đúng rồi. Sao ngu vậy dắt? Sao giờ mới biết vậy dắt? Ok. Bây giờ ông thử giả làm bạn trai tôi đi, được không? Không. Ê! Ý của ông mà! Ê! Lại đây! Ok, cũng được. Okay. Nhưng mà một giờ tính 50 ngàn nha. Vậy một giờ tính 50 ngàn cái thằng này thiệt tình. Ok, bây giờ mình biết anh gái rồi thì ngoặc coi càng tu gà sẽ làm cái gì đây? Ok, bên này là như kìa. Nó đâu rồi? Kìa nó. Làm gì? Nó nằm cái đít. Trời ơi, mèo. Ôi, về Huy nấp. Hello. Ở đây nhóc con. Chuyện gì vậy? Xin chào. Tao nói với mày. Bây hello. Giờ mày biết đây là ai không? Ai vậy trời, để coi coi. Bất lịch sự. Cái gì vậy? Sao bất lịch sự? Nè, tôi nói cái giọng này chứ ông sẽ biết à. Hello tô gà, bé cáo đây. Mày đã nghe rõ chưa? Ủa, dắt bị cái gì vậy? Sao dắt thành con gái rồi? Thì bây giờ bây giờ con gái vấn đề gì không? Mà bây giờ xíu rồi. Và bây giờ tao thông báo cho mày một tin quan trọng. Tin quan trọng không á? Bây giờ nói đi em. Tôi ảnh chính là người yêu. Ôi nháy lên Huy. Trời ơi, làm tốt vào chỗ mà nhau Huy, làm tốt vào. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao bay đứa bay làm cái gì trước mặt tao vậy? Bay tính cho tao đúng không? Có gì cho gì đâu. Ủa, thấy tôi con gái mà. Mày không thấy là tụi tao đang bê nhau hả? Vậy hả, dắt tôi người. Ôi, điện thoại nói chuyện với đứa con gái nào hả? Ủa, sao biết thầy vậy? Trời ơi, không có chuyện ở nhà, đừng có hả mà xạo nha. Nó làm em bé à nó. Khóc nhẹ đúng không? Nó nhõng nhẽo. Mày nhõng nhẽo không? Mày nhõng nhẽo không? Mày là mày dám cướp bạn của tao. Mày ơi, cướp đâu? Tao tự tới mà. Mày. Nó tên ta. Ủa mà gái. Thế cuộc đời con gái như nào nè? Thầy ơi, không trở thành con gái cũng có vẻ rất là xinh gái. Ủa, xinh gái à? Ủa nè. Chờ mấy kè. Con te chưa? Nguyên. Wow, dễ thương Nguyên. Trời, xỉu nữa đây. À lộn, xỉu đây. Xỉu gì mà tự nhiên quăng tay lên vậy? Làm cái gì vậy trời? Ôi, kể nó đi, thằng này nó dơ. Thôi đi ơi, em ơi, đi ơi. Chuyện gì? Tại sao lại như văn giáp? À lộn, bị nhân Huy nấp. Tại vì mày nấp. Ừ, đúng rồi. Mày gà chứ. Hai người đợi đó, hai người dám phản bội tôi sẽ trở lại. Gì? Mày, bây giờ
đi chơi với thằng con trai khác không? Ờ, rồi cái nào trong làng á, sầu riêng á, chi nói chung là mọi người trong làng luôn. Ủa, con trai, ờ, đi. Bây giờ mình với bộ dạng mới thì mình sẽ đi cho tất cả mọi người nè. Ồ, dễ thương quá, cô Teo. Cảm ơn, cảm ơn nha, yeah, bye bye. Bye bye nha, đi. Ôi trời ơi, hôm nay đi chơi vui quá à, Huy ơi. Yeah, vui đó. Wow, trời ơi, nó giờ chiến gì vậy Túng ơi. Thấy em xuống nè, thằng gà kìa. Giờ mình cầm chói, anh ơi, em đúng cái này nè. Đây là hả miếng gà là mong là thằng gà qua đây nó biết. Dạ rồi. Quay lại đi, đừng chơi cho thằng Huy núp nữa, quay lại cho tôi cho nè. Bông hoa tôi hả? Trời ơi, không phải đâu, không phải là một bông hoa tôi đâu. Nó thật sự là nằm ở đây nè, hay chưa? Bông hoa chính là mỗi trái tim của tôi. Nếu mà chắc đi theo nếu mà trái tim của tôi sẽ hở vậy nè. Bức ôi da, đau tim quá. Ôi con nó đau tim kìa. Anh ngại đi đau tim với gắt đó. Tôi gà làm trò, sao tôi có thể quay lại được đúng không? Trời ơi, suy ra tôi thì khốn nạn quá mà. Đi du lịch một chỗ xe này xe một người hả? Chết rồi, đúng là ngu thiệt mà. Khốn nạn quá, anh mượn nha. Ơi, mày đâu vậy? Ơi, đứng lại, trả xe cho tao. Anh em ơi, ơi. Ok, vô. Tức quá mà. Đi nè. Ôi, trời ơi. Ơi, kìa, nó kiến rồi. Sao tôi ngăn cản mày bằng cục thịt? Ôi, sao vậy? Bằng cục thịt xinh xinh tấp ngay. Trời ơi, mấy cục thịt có thể đỡ được nạn của tôi sao? Đúng như vậy, cục thịt tôi đang ngăn cản được đó. Trời ơi, đưa mày gà, đi về đây, biến đi. Tức quá, tôi sẽ trở lại. Ôi, nó chạy rồi, thấy thương chưa. Ôi, bây giờ mình... Gì? Thương 50. Không. Để ngồi. Lát, bây giờ mình đi làm cho quẩy mấy tụi kia tiếp đi, quẩy kìa, ok, quẩy. Đi. Ôi trời ơi, Huy ơi, trời ơi, tôi kém được bao nhiêu vậy kìa. Mấy con trai trong làng mê gái quá. Anh đừng, ghê, nhưng mà tôi thích vàng mà. Ủa này kim cương cho tôi cho ông hả? Sao? Ok dắt. Nhưng mà quan trọng là bây giờ thằng gà nó sao rồi? Mấy thằng gà sao ta? Qua nhà nó coi thử ai. Qua thử cái ơi. Nó chậm kiểm nó luôn á. Chậm kiểm? Rồi chậm kiểm. Nó kiểm này khó lắm biết chưa? Ok. Ủa, như trên đây. Đây bắt tên coi nó đang làm gì ở trong nè. Không biết chuyện gì xảy ra đấy, thằng Jack sao tự nhiên biến thành con gái, sau đó nó quen thằng Huy luôn rồi. Bây giờ mình tức quá, bây giờ nếu mình gặp thằng Huy về đây, mình sẽ hạ dùng biện pháp cuối cùng để giành lại. Kinh con! Ai vậy? Anh ơi! Xin chào cha ơi! Qua đây làm gì? À, tới đây để thăm ông có chuyện gì thôi mà. Có thăm thiệt không? À, thăm thiệt. Ok. Có gì ơi, nói chuyện gì ai vậy? Có thằng Huy ở đây không vậy? Ôi, con Huy nào đâu, trời tôi tới thăm ông mà. Không mà tôi mà thấy thằng Huy được ở đây là hả? Tôi xử nó, tôi bắn cái đùng luôn nghe chưa? Vậy không hả? Ok, ghê quá. Ông muốn qua đây, ông muốn làm gì? Ông bỏ súng xuống giùm tôi đi, tôi sợ quá, không nói được. Bỏ súng xuống đó. Đúng rồi đó, vấn đề tôi muốn nói tên là... ông thấy tôi dễ thương rồi mà. Đó, thì sao? Mày, xuống. Tôi nói gì á? Chuyện gì vậy? Đẹp quá. Hả? Ôi, hôm nay ông thấy hả? Trời hơi nóng không nè. Trời hơi nóng thiệt, nhưng mà vậy là ông không có gì với thằng Huy đúng không? Trời giá tưởng có gì ông mang qua đây tôi đón chơi đúng không? Tôi có món quà này muốn tặng ông nè. Cái gì? Bye bye. Cái gì vậy? Ôi trời. Ôi, ông cố gắng làm gì mà? Ôi, Huy ăn cái nhà Huy. Vậy ăn gì? Ôi, bây giờ tôi muốn lên nói thằng kia lắm mà. Trời ơi. Nha bây giờ play rồi. Đi nó ngu. Thôi, vậy đi giờ. Vậy
mày là người thứ ba. Trời ơi Quy, tôi đang gọi cho mày. Ê, lo mà chạy đây. Từ nãy giờ tôi bị Huy điều khiển á, trời ơi, tôi biến thành cái gì nói là sao trời. Ôi trời, tại Huy chứ không phải tại ông có tình á. Tôi bị Huy nó bắt nạt kìa. Trời ơi, hiểu rồi, trời ơi, hiện cái Huy không cứ lại. Ôi, mày đây rồi, mày dám làm gì chắc của tao. Ngắm tay đây dám. Dạ, nó không giữ mà bạn ơi, nói chung tình vậy là cách tốt nhất. Và nó cho Huy vô rồi kìa. Ok, được rồi, bây giờ chúng ta đi chơi nha kìa. Đánh lưng tôi đi. Ôi, tôi làm cái này cho nó dễ thương à. Ê, cho. Nói chung con trai con gái con gà vẫn sao lòng thôi. Ok, đi rồi, đi rồi nào kìa ơi. Ok, còn cảm ơn các bạn xem video này nha. Nếu thấy hay đừng quên để lại một like và bình luận ở dưới. Mình làm video gì với Tô Gà với Huy Nút Tiếc. Và đừng quên ghé thăm channel của dân thành viên xinh tốt khác nha. Ê, và đừng quên các bạn có thể ghé thăm channel Block Mango của mình đó, mà mình sẽ chơi những tựa game Block Mango luôn đó nha. Nhớ ủng hộ á. Còn bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.